Đài Phương Nam vui lắm mà nghe. Chim trên cành, chim trên cao, chim tung cánh xó tăng bầu trời. Yêu quê mẹ, yêu quê cha, yêu thương quá mái tranh Việt Nam. Ten 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 ten. Chim ơi, ta yêu chim, ta mến chim. Vì mỗi lần chim hát ta vui. Cuộc đời của hai này á, sắp thành trưởng giả rồi, mình phải học làm sang từ từ. Mà cái người học làm sang đó là bắt đầu từ cái thú vui tao nhã là chơi chim. Bởi vì con trai mình nó về đây, tất cả làng xã đều kêu nó bằng bác. Vậy thì mình phải lên ông bác. Ông bác bắt đầu chơi chim. Chim, chim, chim. Thầy. Ủa, bữa nay chẳng hay có việc gì mà rồng đến nhà tôm vậy ha? Nói gì mà rồng với tôm. Hai nhà sát chết nhà có mấy khi anh bước léo hánh ở nhà tôi đâu, nay bước ra chi vậy? Trời, nghe con anh á, học bác sĩ sắp về rồi phải không? Cái chuyện mà tôi cho làng sớm này biết con trai tôi nó trở thành bác sĩ nó về làng đó là chuyện đương nhiên rồi, làm sao à? Mình có con nó thành tài mình nổ là chuyện đương nhiên. Không những cái xã này mà cái huyện này luôn nha. Mình ơn con tôi làm bác sĩ à, mình phải tự hào chứ. Anh nói thấy con hơi quá đó. Bởi vậy ta nói anh nổ là phải Nhưng mà phải rồi, anh nói là con mình vậy mình nổ cũng đúng thôi. Đúng rồi. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, anh nhận món quà đi. Cái này lo lót hả? Không phải lo lót, cái này đó tôi nói thiệt cho anh, cái này là tôi khoái nha. Nhưng mà cái này là lý rồi sò chưa nha. Cái nào ra cái đó, cái này là bước đầu thôi mà anh ngồi. Rồi nha, một lát là nói chuyện gì nó là quà khác à. Rồi giờ để một bên. Nói cái gì? Con anh về, tôi nhờ nó chữa bệnh cho tôi được không? Anh hỏi câu lạ quá. Ta đi học bác sĩ 7 năm về, anh hỏi chữa bệnh có được không? Vậy ta học bác sĩ về làm gì mà không chữa bệnh được không? Đương nhiên là phải chữa được rồi. Tôi cũng hy vọng. Mà tôi nghe cái giọng anh nói làm như trên bệnh viện của quận là không có bác sĩ hả? Ý nói là ơn con tôi làm bác sĩ chứ gì? Thì tôi nói vậy thôi, nếu mà mọi người nghĩ rằng ở trên kia có bác sĩ thì không lên kia để cậy nhà con tôi làm chi vậy? Thôi thì chỗ tình làng nghe sớm. Anh có cái bệnh gì anh cần nói với tôi truyền đạt cho con tôi liền. Khi nó về anh là khách hàng đầu tiên. Cái bệnh này nói ra tôi hơi mắc cỡ. Hơi mắc cỡ hả? Mắc cỡ lắm. Mà nói ra thấy nó làm sao á. À, thấy nó làm sao tức là khó nói đúng không? Nhưng mà dù gì thì anh cũng phải nói thì bác sĩ người ta mới chẩn đoán được. Bị cho cái nghề y ta có thế này nè, vọng văn vấn thiết. Đó, anh bước vô nhìn tướng anh trước là vọng. À, văn là nghe anh nói, rồi sau đó vẫn hỏi anh bắt đầu sao nó mới thiết cho anh bệnh gì. Nó thì anh phải nói chứ. Tôi vọng anh nãy giờ đi rồi anh nói đi. Thôi bắt cỡ anh ơi. Trời ơi, thì nói đại đi, có vậy đâu mà bắt cỡ nhà ơn tôi hả? Mà anh đừng nói với ai nha. Chỉ nói với nó thôi. Cái bệnh này là thiên cơ bất khả lộ. Thiên cơ bất khả lộ, rồi tôi hứa. Hứa à nha. Tôi không biết là sao anh. Đêm tôi ngủ vậy. Mắc cỡ quá. Đêm ngủ thức dậy cái mắc cỡ quá vậy đó hả? Đêm tôi ngủ thức dậy ở sáng ướt quần hết trơn á. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Nghe anh nổi tôi nổi gáo hết trơn luôn á. Sao hả? Anh Sáu, anh còn hả anh Sáu? Còn gì? Anh Di Mộng Tinh hả anh Sáu? Di Mộng Tinh? Chứ cái gì mà ướt quần? Đái trong quần, đái trong quần. Đái trong quần? Ừ. À, trời ơi, cái này con nít mà anh cũng bị luôn hả? Bị đáy dầm á hả? Trời đất thánh thần ơi, bự mà đáy dầm ông nội ơi. Tôi dị ứng cái từ mà đáy dầm đúng nghe. Chứ đáy dầm thì không nói đáy dầm mà nói cái gì, nói tôi nghe coi. Anh nói ví dụ như là... Ví dụ như là bộ phận trong con người tôi đó bị... Bị đáy dầm van hay là gì đó thì còn được chứ đáy dầm... Trời. Như vậy là quyết định mình đặt cái tên của nó là Hở Van. Hở Van đi. Có nghĩa là lưng. Tức là nó giữ không được. Đi xuống ra luôn vậy hả? Đúng đó. À rồi. Anh yên tâm đi. Con tôi nó học là bác sĩ, dụng từ là chuyên khoa thì cái khoa nào nó chuẩn được chăng á. Cái vụ thai van đó. Con anh nó làm được không? Trời ơi, người ta chuyên khoa mà sao không được. Nhưng mà vấn đề ở đây á là van tốt hay van xấu nữa. Đúng rồi. Rồi thí dụ như bây giờ đi. Bây giờ anh đang là ước chiếu thôi. Bắt đầu ướt quần thay, nếu mà sai cái van dởm á thì cái lầu chừng 3 ngày thôi nó nín á, nín 3 ngày nó hở van, nó bể van ra, nó ướt nhà luôn.
cho nên là tùy lòng hảo tâm của lại là bệnh nhân, cho nên là quanh cho anh xịn hay quanh không xịn, quanh vĩnh viễn hay là quanh một ngày, hay là quanh quần, quanh niệm rồi quanh nhà rồi quanh địa, nó thành cái sông là chết luôn đó anh ơi. Quanh ngoại nha. Rồi quanh với lòng hảo tâm nó đi ngang đường với nhau đó. Dở dàng thiên cơ bắt khả lộ nha. Rồi được rồi. Rồi. Ý giọng ai quen quen ta? Chết cha, con tiền con mà thứ đấy nó qua đầu tiền rượu tôi chú mai chân á. Thôi anh về liền đi. Bác Sáu. Bác Sáu cũng ở đây hả? Ủa gì mà tiên cơ bắt cả lộ vậy? Thì thôi chị có người lớn rồi biết cái gì mà sang chợ. Anh về đi, tôi không nói anh đã dặm nó nữa đó. Bác Sáu về hả? Về lẹ lẹ giùm con đi. Về lẹ lẹ giùm con nha. Chú hai. Trời ơi, muốn chẹo xuống sống luôn vậy. Bên kia con dùng tờ 100 đô, bên đây con dùng tờ có 1.000 à. Sao dịu dàng quá vậy, làm chú ớn da gà. Con về nói má con á, chú hai dạo dài á, đang kẹt quá, chưa có tiền quá gửi được. Biết sao không, tập tành thú tao nhã này nè, cho nên hơi tốn kém. Chứ chú hai không phải là cái dạng thiếu gia có tiền đem qua má trả má con liền ha. Ủa, chú hai, cái thú vui tao nhã của chú hai là con này á hả? Trời ơi, tưởng cái gì. Ba đồ yêu này á, đầy rồi kia kìa. Nó mổ chú nhà con nhiều kìa, nhìn nó cũng bật lông nó luôn á. Chú biết rồi, nhìn là bất cỡ lắm. Nhưng mà vậy nè, mình đang nghèo, mình mua mấy con chim này nó là cái dặn đi bắt chứ không phải là mua. Mình tập cho nó quen đi. Khi nào á, bác sĩ Tèo về, thành bác sĩ lớn rồi, lúc đó hả, Hoàng Anh nè, Họa Mi nè, Không Tước nè. Chưa hết đâu. Gì nữa? Chiều hả? Cởi ra điểu đi chơi, không thèm đi xuồng giò lãi nữa đâu con. Trời ơi, quá nổ luôn. Công nhận, cái xóm này nói chú là chú hai nữa, chẳng có sai. Trời ơi, nổ cái gì mà từ cái con cầu màu mà lên tới con đại điểu đi vòng vòng luôn hả? Nghe tụi chú hai chưa dùng cái từ đó với chú hai hận cái từ đó nha. Nhưng mà chú hai nổ trên cơ sở khoa học thực tế, rõ ràng, phải không? Bây giờ chú hai nè, em nó làm bác sĩ, giàu quá trời giàu. Chú hai đi giò lãi tiền xăng sao trả hết, lấy đâu xài hết tiền, buộc lòng biết. Cởi ra điếu mới xài hết tiền nữa chứ. Rồi, được rồi, hiểu rồi. Mai mốt quá chú muốn cởi vô lên trời hay là muốn cởi vô đi vòng vòng á, khắp xóm gì đều được hết luôn. Nhưng mà bây giờ chưa có tiền. Ủa con đâu có đòi tiền. Vậy là bây tới đây không phải vì đòi tiền rượu má con hả? Trời ơi, nãy giờ làm không nói sớm làm, cái tiền nó muốn đứng tại chỗ luôn đó. Con qua đây á, là có chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng hả? Dạ. Chuyện gì? Chú hai ơi. Anh Tèo, chừng nào về hả chú hai? Trời đất quỷ thần ơi, cái chuyện đó phải chuyện của bay, chuyện của người lớn mà bay làm được luôn hả bay? Ủa là sao? Cái chuyện đó má bay bước qua đây gặp tao nói chuyện đàng hoàng, tự dưng bay qua đây là bay nói vậy là bay sai đó. Ủa chuyện đó con thấy bình thường mà. Bình thường cái gì, bay muốn qua đây làm dâu tao là vợ anh Tèo đúng không? Cái chuyện đó má con phải cầu cao đàng hoàng chứ không có khơi qua đây được đâu nha. Xin lỗi nha. Không phải vậy. Chứ gì? Mà nếu có như vậy thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà cái đó là vấn đề hai. Còn có vấn đề một ở đây á, là gì? Bữa nay á, má còn kêu đem cái này qua cho chú hai trời nè. Trời. Ôi món mặt ư của tôi, để xuống đây. Cái món mặt ư của tôi, món mặt ư của chú hai. Ôi đã quá vậy, dịch quay. Đã chú hai, thơm không? Nhưng mà của biếu là của lo mà của cho của nợ nha. Má còn xưa giờ chưa có cho ai cái gì không chân. Chú hai quá thông minh luôn, nhìn là biết liền luôn. Vậy chứ má con muốn về đây? Dạ, thiệt sự là ngày hôm nay á, má con gửi con dịch cho chú hai á, là gì muốn lo cho con thôi à. Lo gì cả? Dạ. Lo bay thì để bỏ năng chứ, đem chú hai chi. Nhưng mà cái chuyện này á. Chuyện có nói quá à. Khoan, tiền qua để chú hai coi. Ủa dịch nãy con mua tiệm nào vậy? Sao vậy chú hai? Làm như nó có cái mùi gì kỳ kỳ. Ủa bình thường. Bình không thường. Phải cái mùi đâu. Mùi chưa đâu. Đây nè. Trời ơi. Con bị xì bình ga hả tiền? Con bị hơi nách hả? Chú hai. Khép cái lại. Khép cánh chim ra lại. Rồi. Nhưng mà chú hai nhỏ tiếng thôi. Bộ chú hai định la làng cho nguyên cái xóm này nghe. Con bị hắt từ trong nồi. Trời ơi, con gái mày bị này chết luôn rồi. Chú hai, thì đâu có ai muốn bị như vậy đâu. Bởi vậy mới qua đây nhờ chú hai nè. Chú hai làm được cái gì trời? Anh Tèo. Bây giờ lấy hai con mắm mình kẹp vô đi. Nó hồi mùi mắm hết, thôi mùi mình nôi nữa. Đừng có nhắc cái từ đó được không? Nôi. Mình hắt từ trong nôi đi.
thì biết rồi, mình kẹp mắm vô cái đi cặp hai cái lóc này nè, móc nắm đó. Chú ơi. Ôi, thôi. Đừng có ghẹo con nữa mà. Thôi, kẹp lại. Kẹp rồi. Rồi. Anh tèo á. Anh có chữa được cái bệnh này không chú hai? À, chú hai quên là tức là anh tèo về chữa cái bệnh này của con. Được. Hồi nãy hết hồn tưởng kêu chú hai chứ. Anh tèo con chữa được. Dạ chú hai. Cái cánh con mà nhầm nhò gì? Cánh máy bay nó chữa được luôn đó. Cánh máy bay mà chữa được luôn. Ừ, cánh hương luôn cánh này hả? Không nhầm nhò gì, thổi cái sạch luôn. À, có nghĩa là cái cánh này bây giờ. Ôi. Thôi con hiểu rồi. Vậy là con có cơ hội chữa được bệnh. Đúng rồi. Yeah. Vậy là con có cơ hội chữa bệnh rồi. Con về chú hai ơi. Ê, chạy về bình thường thôi, đừng có vỗ cánh tung bay nữa. Trời ơi, thường ngày mình thèm con vịt này lắm, mà hôm nay nó vỗ cánh tung bay, mùa vô con vịt này, nó muốn quăng con vịt này quá. Nơi én liền trời cao mây đào vàng trên rẫy nẻo quê hương mù xa diệu diễn mẹ ơi xuân năm nay chắc. Anh hai nổ, ca cũng còn ngọt quá hen, vô quá tôi chơi. Kêu anh hai được rồi, thêm chữ phía sau còn chi, người ta tưởng tôi bắn pháo, người ta hốt tôi nữa. Trời ơi, thì ở sớm này á, ai không kêu anh hai nổ thì tôi cũng nghe kêu hai nổ vậy thôi. Ngồi, tôi có chuyện tôi hỏi nè. Chà, nay trịnh trọng quá vậy ta. Tôi nghe nói thằng Tèo con anh nó sắp sửa về phải không? Tao nói ở sớm này trời ơi ai cũng nao nức hết á. Tao nói vậy mong nó về, tại vì anh nói là nó giỏi dữ lắm luôn. Nãy giờ chị nói chuyện của ai vậy? Nói chuyện thằng Tèo con anh đó. Thằng Tèo nào? Ủa thằng Tèo con anh chứ thằng Tèo nào? À, xin đề nghị chị Sáu mình từ ngày trở về sau á, có một yêu cầu nhỏ nhỏ là chị gọi con tôi với cái tên đúng như xã hội đặt cho nó. Thì đúng xã hội là nó tên Tèo. Không phải. Chứ nó tên gì? Phải gọi ra bằng. Bằng gì? Bằng bác. Nè, anh nói chuyện với đàng hoàng nghe. Nó nhỏ hơn tôi, nó đáng con, đáng cháu tôi mà tôi phải kêu nó bằng bác hả? Anh điên hả? Nhiều khi anh còn nhỏ hơn tôi nữa đó. Tức là nó kêu chị bằng cô cái gì? Tôi giải thích, chị sẽ tâm phục khẩu phục liền. Sao? Người chữa bệnh chị kêu bằng gì? Bác sĩ. Đó. À, trời, Doctor Tèo. Đó, còn hay hơn, Doctor Tèo. Đó, Doctor. Anh nói vậy nói hết. Đúng rồi. Tự nhiên nói chữ bác anh ngưng lại, thành tự tôi không có biết, tôi giận. À, kể từ bây giờ trở về sau này luôn á là hãy đối xử với ba con Doctor Tèo một cái tình cảm nó cao hơn bình thường một chút xíu nữa. À, thì tôi mới có mặt ở đây thường xuyên. Đối xử với ba của Doctor nó khác hơn bình thường. Tôi hiểu rồi. Để tôi kêu. Tuyền ơi, Tuyền. À, cho ba chú hai nổ một ly cà phê đen bình thường đi con. Ê, trên mức bình thường một chút xíu mà. Trên mức bình thường là sao? Là thường ngày thì cà phê thôi, bữa nay có chú sữa hai. Thôi đó. À, cái hai quá hả? Ờ. Cái hai uống gì? Trời đất ơi, cái con nhỏ này cà phê uống như kỹ nha. Ơi, me mà nó hái nó đeo với bởi con này thiệt tình luôn á. Hôm nay cà phê bỏ sữa bỏ đá mà giá y như cũ. Vậy đâu mày động. Chưa hết đâu, còn cái thuốc là ngoại à, thuốc là tendesanon à, nhưng mà lại giá. Tính tiền giá bằng thuốc rê đó, hiểu như vậy đó, hiểu ghê ai đó. Ăn nổi tiền của anh không sao, bữa nay là tía của doctor cho nên tôi cũng di du đem ra đi con. Chú hai uống đi chú hai. Còn gói thuốc nữa con, còn gói thuốc nữa, đem ra thuốc cho. Nhà mình hết mất tiêu rồi. Tuyền dạ. Con nghe lời của chú, con về phe của bác con đi. Chú hẹn gặp con ở vòng trong. Con không về phe chú nè. Chú đang uống cà phê sữa đá mà con ngồi ở đây cái ly cà phê sữa đá của chú giống như nó bị thiêu á. Qua đây. Cái... Nó bị thiêu á, nó bị hôi e, con hiểu không? Thiệt tình. Trời ơi. Quên. Khùng đi quá, tự nhiên lấy hai cái me mà đeo toàn ten. Trời ơi, me rồi nó nặng, nó rớt cái lỗ tai xuống làm sao không biết. Không kệ con đi, để đây cho nó bớt mùi. Trời ơi, nó nghe khổ lắm. Anh biết không, gái mặt mày cũng xinh đẹp mà tính nó có cái bệnh khó nói. Tôi giái gian hoài, tôi nói ai mà trị được cái bệnh của nó nghe, tôi gã luôn đó. Chị khỏi giái. Doctor tôi nó về nó chữa liền hả? Vậy à? Nó nói rồi, tôi đánh cho thép hàng ngày, hỏi cái tình trạng của cháu thì nói tí yên tâm đi. Cái bệnh của em nó bắt đầu khến, bắt đầu lớn hơn, chữa cái một còn xong mà cái này nó phẻo cái xong à. Bệnh nặng hơn còn chữa nổi nữa. Chị biết anh Sáu không? Sáu ốm không? Sáu ốm rồi, sớm mình sao? Trời à. Là sao? Ông ghê lắm kìa. Bị gì chú hai? Ghê là ông bị bệnh nan y dạ. Bệnh cái đì à? Bệnh cái đì. Cái gì trời? Cái đì là bệnh gì? Nè cái đó kêu bằng cái gì? Đó.
Là... cái đĩa. Cái đĩa. Ừ, nhà ông giờ thành cái đĩa. Ủa, ông hết ở trên nhà lộ rồi ông xuống cái ghe ông ở hả? Không phải. Chứ sao cái đĩa? Đá dầm. Ông đá dầm người nhà ông thành cái đĩa luôn rồi. Ông Sáu đá dầm. Ừ. Đá dầm là đấm dài hả? Trời ơi, mà cái này là con nít bị chứ ai người lớn mà bị. Ông bị mới ghê chứ. Bao nhiêu uống bao nhiêu đây, rớt ra bao nhiêu đây. Kêu bằng dụng cái từ là đi tiểu không có kiểm soát đó. Là uống nhiêu ra thì uống nhiêu bao nhiêu thành đề luôn. Rồi con anh trị được không? Tôi mới điện cho nó, bác Sáu con bây giờ tình trạng vậy, bây tính sao? Nó nói tí yên tâm đi, tí nói bác Sáu bình thường đi. Con về một cái thành sông con chẳng còn được mừ. Trời ơi, thành sông ra biển, con chặn cứu biển lại. Con cắt cái đoạn đó luôn, con dán lại bích luôn, nước khỏi ra biển luôn. Ghê không? Rồi dán. Ừ. Không lẽ ông Sáu thành thái giám? Ủa? Này chú Hai. Ừ? Cho con hỏi xíu. Ừ? Vậy là cái bệnh hách từ nôi của con á là bây giờ cũng chỉ cần cắt một cái là hết luôn hả? Nếu vậy nó sao cắt được? Được, nếu chữa không được, xẻn luôn. Trời ơi, cắt luôn nó thành nó thành chim cánh cụt hả? Rồi ai lên cưới nó? Không có phải, có nghĩa là mình ở dưới quê mình dùng từ cắt vậy thôi chứ cái từ y khoa nó nói là giống như là nó xé nó múc nó đào nó móc gì đó mà nó mất cái đó luôn đứt luôn đó. Vậy là cắt cái tiếng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Chứ như ông nói cắt không mà tôi tưởng là thành chim cánh cụt. Cái vụ ông Sáu mà còn được mà. Ê tay luôn. Ê trời ơi, mới nhắc lũ lụt thiên tai tới rồi. Cái gì chị? Lũ lụt thiên tai. Trời ơi, cái này ném gì sóng thần chứ không phải lũ chị ơi. Sóng thần à chị à? Không, bây giờ anh phải ở đây. Anh phải ở đây chứ. Chị Phong, tôi làm chủ tịch hộ đê luôn hả? Trời ơi, ở đây chứ bây giờ tôi gặp ông là nhà tôi thành lũ lụt không. Nhưng mà nhà của chị cứ sao? Má con tôi trâu luôn. Con đi thông báo. Tôi đi thông báo cho mọi người biết. Đúng rồi. Đúng rồi. Tôi cũng trốn nè. Đúng rồi. Ông có tới đây thì anh nói là tôi không có bán rồi. Trời ơi, còn bỏ chồng này, tôi bao anh. Được. Khi nào về nói tôi cho tàn gặp gì nữa. Phong bên hướng kia bên ông bà nói rất rất rõ ràng. Tôi làm đàn ông, tôi quân tử hán đại trượng phu, tôi đứng mũi chịu sao đầu gối ngủ. Tôi thay cho mấy người, tôi gánh cái vụ này. Ý cái vụ này là thiên cơ bất khả lộ. Chết cha, hay là con mà này biết rồi. Thì Chào quá. Anh mời anh. Cô có chút xíu à. Sao mà nó đau lưng quá. Dạ. Nó đi hoài dằn không được. Thì đã nói với anh Sáu rồi, ba cái đất tới thèo đã nói rồi. Bây giờ muốn cái van nó tốt á là phải đầu tư ngay từ bây giờ. Con của anh mà trị cho tôi hết á, tôi sang cho anh mấy công đất làm chủ luôn. Vậy ha. Tôi chơi là không có thua ai đâu. Ồ vậy đó, vậy là van tốt chắc luôn. Ừ. Cái đi gì vậy anh? Gì vậy? Cái gì vậy? Nữa hả? Đi hả? Ờ thôi đi, ra quẹo bên kia. Xong rồi. Trời, đoạn trường vậy đó hả anh Sáu? Hoài trời ơi đó. Trời ơi, đứt ruột quá. Rồi giờ sao anh coi trong cái quán này có gì nhậu á tôi đãi anh luôn. Bữa nay anh Sáu mời tôi nhậu hả? Ừ. Trời ạ, miệng ăn mắm ăn muối nó bậy mất một đồ nhậu ngon quá. Trời ơi, tiếc ơi là tiếc, bữa nay Sáu đi công chuyện rồi, không có nhà, bán đồ nhậu không được chứ. Thì không có, tình. Không có bà ở nhà thì để con bà làm cho mình nhậu. Cái gì? Con tiện hả? Ừ. Trời ạ. Bảy à? Dạ. Tôi còn chưa dám, anh đang tình trạng nặng nề. Ủa? Trời ạ. Nó cũng bị đá dầm giống tôi hả? Con gái mà bị như anh bỏ luôn á. Vậy chắc bị gì? Bị khác. Nó mà làm đồ nhậu một cái anh chưa ăn là anh xíu rồi. Trời ơi, cái gì ghê hả? Ừ. Chưa ăn là chết hả? Đúng rồi, mà trước đây chưa có biết vụ gì thì mới đi ngược thời gian điều tra mấy thằng bồ của nó đó. Thằng nào quen nó cũng xỉu lên xỉu xuống, chứ mà không biết bệnh trạng là sao. Bây giờ càng ngày càng nặng nề rồi. Bệnh gì? Hồi nát. Ừ, đúng rồi. Đừng có la lớn, đau lòng người ta. Con gái nó bị đó khổ tâm lắm, nó chồng không có được. Vậy rồi sao? Với ai thì bó tay, với con tôi là đâu có bó tay. Có cách làm giải quyết sạch gọn luôn. Quan trọng là bây giờ nè, thời gian ai ngồi gần nó bây giờ nè, đột tử tại chỗ luôn. Trời ơi, không đủ mấy chữ, đột tử tại chỗ luôn. Trời ơi. Ừ. Có thể như vậy sao? Có thể luôn rồi. Trời đất ơi, phải cho vợ tôi hay mới được. Vợ tôi hay tụ năm tụ ba với nó, rồi là tám với nó lắm. Trời ơi. Cái gì nữa anh hai? Dằn không được. Xong rồi nữa hả? Nó nữa. Hoài luôn. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ về cách đi liền với vợ con nha. Nha. Nguy hiểm lắm nó. Trời ơi trời, đúng có một quét máy là đột tử giữa từng nữa nha. Ơi trời ơi. Gì nữa anh Sáu? Nó nữa rồi. Anh nên lội xong về đi. Đi bộ trên đường lại người ta bây giờ. Ý chết à.
mình lại phạm thêm một cái lỗi nữa rồi. Cũng là thiên cơ bất khả lộ, mình lại nói cho cha Sáu cái bệnh của bé Tiền. Trời đất ơi, chú Hai xin lỗi con nha. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện nấy. Sáu ơi, lũ lụt đi rồi, hai con vịt của Hai đâu? Ba, con mới về. Con, con của ba đây. Bên kia nữa. Trời ơi, ba nhớ con quá. Con cũng nhớ ba nữa. Cục vàng của ba. Để đòi xuống đây. Con thấy ba chuẩn bị cho con chú đáo không? Con đứng nhìn đi, con đứng từ xa, đứng nhìn hè nhìn vô đi. Chú đáo không? Phòng mạch đót trò tèo. Con thấy chưa? Khoan ba. Con thấy cái chữ này nó hơi sai, thiếu thiếu vậy ba ơi. Không sao, sai thì mình sửa, thiếu thì mình đắp, mình cũng sẽ là bác sĩ mà. Ba muốn có con này tặng con trước khi con bắt đầu trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp nè. Tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tắc năng đồng. Tích kim dĩ di tử tôn dĩ tắc năng thù. Nghĩa là ba có cho danh chương thì con cũng không có học được. Mà ba cho con tiền bạc cũng không xài. Ba cho con cái nghề bác sĩ, từ đây con sẽ là con heo vàng. Con kiếm tiền về cho gia đình này. Ba sẽ thành ba bác sĩ nha con nha. Ở đây với ba ha. Ok. Ba sao tự dưng bữa nay ba văn chương lây láng quá vậy? Chứ làm sao nữa, ba không phải là ông Hai ngày xưa nữa mà. Ba của bác sĩ, ba phải nói chuyện. Bị mai mốt ba phải tiếp khách. Cái tầm của ba là trên bác sĩ mà. Nhưng mà con nói cái chữ này nó sai, nó thiếu. Ba nói không sao hết, mình là bác sĩ rồi. Sai mình đắp, thiếu mình bù. Nhưng mà nó thiếu nhiều lắm. Bao nhiêu cũng được. Mẹ con. Con thấy chưa, bác con sao? Thấy cái sự hạnh phúc của con chưa? Con qua đây. Mày để tao. Tao. Trời ơi, bác sao? Trời ơi, cái con này. Bác nghe con nói nè. Bây giờ cái bệnh tình của bác như vậy á, bác vô trước là nước lên láng lũ lụt. Rồi làm sao mà người khác vô chữa được nữa. Để con bạn. Anh Tèo. Đây là ba. Em là Tuyền Rùi nè. Anh không nhớ em hả? Hồi nhỏ em với anh á, ở chuồng tắm mưa hoài luôn á. Ở chuồng á. Mày ghét thánh thần ơi, người ta bác sĩ mà nhắc cái vụ ở chuồng hoài. Chắc tao còn bắt cỏ nữa nè. Đây nè, em Tiền con của Tư Đen đó con. Dạ. Rồi bây giờ nè, còn bác Sáu. Con nhớ bác Sáu không? Bác Sáu. Mời anh bước lên đây. Con chào bác Sáu. Con rồi, anh. Bác sĩ. Rồi bây giờ về. Trước tiên đó là hai người này đã đến mừng con trở về. Nhưng cũng thông báo với con luôn, đây là hai khách bệnh nhân đầu tiên mà ba đã nhận lời để con chữa bệnh. Đó. Đầu tiên xin trân trọng giới thiệu bác Sáu ốm với cái bệnh đái dầm. Bị cái bệnh hở van. Còn em Tiền đẹp bị bệnh hôi nách. Cái gì nãy đó? Hát từ trong nôi. Con bây giờ thời gian là vàng bạc, bây giờ con bắt tay làm ngay vào luôn. Nhưng mà chữa bệnh là sao ba? Thì chữa bệnh bác với lại em chứ sao? Bác đây là bác sĩ mà. Con nhớ rồi. Ba nhớ hồi nãy con nói là cái bảng này nó sai cái gì ba nhớ không? Sai đắp. Đây nó cần phải điều chỉnh tùm lum hết á. Cái gì? Đây doctor Tèo là ba phải sửa là bác sĩ thú y. Hả? Thú y? Chó mèo heo. Trời ạ. Con là bác sĩ thú y. Chứ cái gì? Sao? Hả? Mà sao sao vậy? Hở van rồi. Nặng nề rồi, thành sông luôn rồi. Còn con sao? Con sao nữa? Vậy là con ghét chồng hoài luôn hả? Con trai ơi, ba đã nhận tiền và ăn ngập mặt cả cái xã này để con chữa bệnh cho người ta rồi. Con không biết gì hết. Chết rồi. Hài Phương Nam, vui lắm à nghe. Thơm không? Quá thơm. Ngọt ngào không? Ngọt ngào. Ngọt giống em không? Từ, em hỏi thiệt nha. Em ngọt ngào, em thơm phức như cái nồi mắm gì đó. Sao Từ lạnh lùng với em quá vậy? Thì đồng ý với Sáu là cái mắm này nó rất là thơm, rất là ngon. Nhưng mà hôm qua là lúc mà anh đang thèm nhậu đó, rồi cái bà bưng đồ ăn qua rồi đó, lúc đó mà cưỡng lại không nổi. Biết con cá rô bí không? Trời ơi, chiên giòn lên mà chấm nước mắm me là bá phát luôn. Nhậu nó bá cháy bụi chét luôn á. Cái gì vậy? Cưỡng không nổi hả? Cưỡng không được, thiệt. Rồi có làm cái gì bà không? Mày bị bà không làm gì, làm gì là làm gì? Ông nói em cũng trong nói. Sạch, trong sạch. Ha, giờ vẫn là trong sạch đàng hoàng á.
Bây giờ nói thiệt đi. Gì? Anh có yêu bà Năm không? Hả? Giờ nói sao giờ ta? Thì nói đại đi. Nói cái gì bây giờ ta? Thì có yêu, nhưng mà từ lúc mà bà đi lấy chồng á, rồi đâm ra là cái chuyện nó để trong lòng luôn rồi, không có cho ai biết hết trơn rồi á. Nhưng mà chồng có chết lâu rồi, chồng có chết năm mà rồi. Nói. Chồng có chết 10 năm rồi. Thì chết 10 năm rồi nhưng mà cũng phát triển chút xíu thôi, nhưng mà rất là ngại, không dám nói cho bà biết, tại vì sợ mấy đứa con của bà trên thành phố nó không chịu. Hiểu không? Vậy à? Tôi có yêu sao không? Thì cũng có chút tình cảm. Những lúc mà tôi bị trúng gió rồi nhậu xỉn này kia cái nọ là có sáu cạo gió, tình cảm nó cũng phát triển, nó cũng trốn nổ đó. Sao không nói? Bây giờ mới nói. Biết tôi ngại mà. Biết ngại không dám nói mấy cái chuyện này, ngại không dám nói được. Ngại cái con khỉ. Chồng tôi cũng chết cả chục năm giống chồng bà Năm rồi. Biết. Già chát rồi còn ngại cái gì nữa. Yêu đuối. Cái gì? Đừng sắc đẹp của phụ nữ là yếu đuối dữ lắm, không dám tỏ. Vậy hả? Bây giờ tôi tỏ nè. Ông có biết là chồng tôi mới chết giáp năm thôi. Tôi nằm chim bao tôi thấy ảnh. Ảnh kêu tôi đi lấy chồng đi. Vậy hả? Mà lấy thằng trả tư á. Ông kêu vậy á. Cái gì vậy bà nội? Mà anh không chịu nói sao tôi dám nói, tôi phụ nữ sao tôi nói. Trả lời đi. Có yêu tôi không? Thôi bây giờ không nói nhiều nữa. Đúng rồi, bỏ hết đi. Không có bỏ. Bây giờ chốt lại một câu nè, giữa tôi với bà Năm, ông chọn ai? Tư ơi, Tư ơi, trời ơi, Tư ơi, đi kiếm Tư nát nữa hết trơn á, Tư. Tư cười ghê luôn á, Tư. Ở đây nè. Thấy rồi. Em nói Tư rồi, Tư ngồi nhà chờ em đi. Em đi chợ cái em mua đồ ăn về, em nấu cho Tư ăn. Chứ ai biết đâu mà Tư... Trời ơi, Tư ơi, cái này lẩu mắm. Đúng rồi, lẩu mắm. Sao? Lẩu mắm là thịt cá nhiều, là nó mặn dữ lắm. Mình lớn tuổi rồi, mình ăn thanh đạm thôi. Mình ăn mặn, ăn thịt cá nhiều á, tăng xong nè, huyết áp nè, rồi tim mạch nè. Trời ơi, có hại lắm nha tôi. Biết. Nó nghe xe qua đây, tôi hớt cái mỏ này nè, tôi bỏ vô đây nè. Trời ơi, điệu gì mà điệu chảy nước luôn à. Già rồi. Ôi trời ơi, nghĩ sao vậy? Đi lấy cái băng đô của con nít cài lên đầu vậy mà không biết mắc cỡ hả bà Năm? Băng đô của tôi má. Đẹp mà. Đẹp chết luôn. Đẹp. Trời ơi, người ta đang nói chuyện bên đây, xía cái mỏ vào bất lịch sự rồi tôi ha. Nè, ai xía? Tôi với anh Tư đang ngồi nói chuyện. Tự nhiên ở đâu xía vô. Mà nè. Gì? 5 năm, lớn tuổi rồi. Nói chuyện bớt điệu lại đi ha. Ngồi chỗ này mà nói chuyện. Bữa nào gió cái đi giật khéo cái miệng luôn rồi vậy. Đó, hiểu không? Nên nói chuyện rồi nhỏ đó, 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 gió độc nè, gió độc, giá gì gió độc đi, nó giật cái miệng luôn. Nói chuyện rồi nhỏ tới giờ vậy luôn á. Bởi vì trên nên nó Tư mới thương á. Thương đâu? Trời ơi. Bà mình nói bà thích ông hả? Bà nói bà thương ông hả? Ông ăn gì bà biết không? Ông thích gì, ông muốn gì bà biết không? Trời ơi, tối nay đè ngửa con người ta cậu gió. Trời ơi, bà không có bị gì, cậu gió hoài. Từ cạo gió vậy rồi có cái gì đụng chạm da thịt không Tư? Cái này là không được á, bậy nha. Chỉ có cái muỗng thôi chứ ngoài ra là cái vụ mà đụng chạm da thịt là không có. Có là tôi giết chết liền luôn. Nè giết đi, lấy cái dao giết ông liền ha. Ông nói sao? Tôi cạo gió cho ông. Ha. Đúng là cái muỗng, lấy cái muỗng tôi cạo. Đúng rồi. Tôi không hề đụng cái tay vô cái lưng ổng. Nhưng mà sau khi cạo gió xong, tôi phải xoa cái lưng cho Tư, xong tôi bóp cái dài, tôi xe tôi vui. Lúc đó là phê rồi, không có biết cái gì hết rồi. Lúc đó là phê rồi. Cái gì vậy? Nó đã. Nè, cái gì vậy? Ghép. Cái gì vậy? Trời ơi, ghép mới mua mà. Hai người làm cái gì vậy? Bà tính ấu đả với tôi hả? Nè, bỏ dao xuống trời ơi, tôi sợ máu lắm. Tôi sợ máu lắm. Để tôi xử bả. Sao? Tư là của tôi, tự nhiên ở đâu mà vô mà hết tay trên của tôi. Bây giờ vô tính lấy dép quýnh tôi nữa hả? Bà tin này không? Tôi làm một cái bật. Đây, bỏ xuống rồi. Tôi sợ máu lắm mà. Làm ơn bình tĩnh đi mà. Trời ơi. Bình tĩnh rồi. Đúng rồi. Từ nói từ nghe nè. Từ nói cho nó biết người ta. Hồi xưa là tôi thương em chứ. Xích ra. Đúng không Từ? Xích ra. Tôi nói cho nó biết người ta. Thì đúng, hồi đó thì là rất là thương Năm. Đúng rồi. Rồi nhưng mà từ lúc Năm đi lấy chồng đó rồi cái rồi. Hết.
không phải là hết thương nhưng mà coi như là ở không 10 năm đó vậy đó. Nhưng mà chồng chết rồi, chồng em chết rồi. Thì chết rồi chết, biết là chết nhưng mà lúc đó buồn dữ lắm, rồi buồn 10 năm luôn á. Thì buồn 10 năm anh gặp em. Chồng em cũng chết 10 năm rồi. Nói thiệt là lúc đó là có những lúc mà này kia nọ là nhờ Sáu cạo gió, tính là ngã vô người của Sáu rồi, đổ vô người của Sáu rồi. Nhưng mà lúc đó là Sáu là nghe lời của ba má Sáu lên thuyền đi sang bến khác, cho nên buồn thêm 10 năm nữa, tự nhiên tào lao 20 năm luôn á. Bây giờ sao? Mà cái gì kỳ vậy? Trời, công nhận hai người cao số thiệt đó nha. Trời ơi, tự nhiên hai thằng chồng nó chết một lượt luôn là sao? Bây giờ ông trời bù đắp cho tôi á, bây giờ tôi hai người heo tôi một lượt luôn á Tư. Bù đó con khỉ. Không. Bù gì? Đi ra. Bây giờ là Tư của tôi, không có được giành. Tao giữa em và nó Tư chọn ai vậy Tư? Trời ơi, đừng có đặt để tôi cho có chuyện mà chọn người này người kia khó nói, là một bên thì đẹp nết, bên đẹp người, làm sao mà cho chọn ai? Nè, chị gái, chị có biết là chị già lắm không? Chị già hơn tôi biết không? Cho nên là Tư phải chọn tôi thôi. Giờ sao tao? Tư mà chọn nó là quất Tư một cánh tay liền luôn á. Trời ơi, không. Xanh một cánh tay luôn á. Không muốn làm vương quá đâu. Còn quất được không? Cái này mới quất được nè. Bây giờ chọn ai? Nếu mà chọn bả là tôi làm một cái phập liền á. Vương quá chỉ có một tay, không có hai tay. Giờ chọn ai? Trời ơi, làm sao tôi chọn ai được? Bây giờ đừng có bắt tôi phải chọn ai, chọn không được mà. Trời ơi, có đây rồi, chọn cái gì mà chọn? Chọn nó là em quất một cánh tay của nó. Trời ơi, ghê. Ê, đi rồi. Tao khỏi thèm điệu với mày luôn nha. Giờ bà muốn gì? Tao nói cho mày biết, mày đừng có ỉ. Mày trẻ hơn tao vài ba tuổi, mày nặng hơn tao vài ba ký mà mày ngon. Tư nó đẹp người đẹp nết là tao nè. Nha. Nói tôi, ổng mới chỉ là đây là người đẹp, người đẹp nết nè. Nhớ chưa? Nhớ lại đi. Ờ, lúc đó ổng có chuyện ở bên này. Ê, già nó có giá đồ cổ nha. Hay đồ càng cổ nó càng mắc nha, nha gái. Tôi ơi, tôi chờ em với tôi rồi. Xếp. Đồ cổ chỉ có bán dây chai thôi mà nội. Già rồi mình điểu thấy ớt. Sao cuộc đời mình bất hạnh vậy trời? Hồi nãy giờ quá trời mà hai bà đang bằng nhau. Bây giờ là cây này, là cây cuối cùng. Con cầu xin trời Phật để cho con chọn được một trong hai người, để con người nâng khăn sửa túi. Con cầu xin trời Phật. Năm Sáu Năm Tư. Sáu. Gì vậy? Năm. Trời đất ơi, lớn già đâu còn chơi bức bông để tìm tình yêu đồ nữa. Không phải. Cái không gì? Phải tìm tình yêu, nhưng mà bây giờ không biết là chọn ai luôn á. Thì giờ bức ra hết đi. Bức hết sao tính, hồi nãy giờ bức quá trời bức. Đây đây đây, tôi làm cho lẹ nè. Hai người bằng nhau. Hai người bằng nhau phải không? Ừ. Rồi. 5 6 5 6 5. Còn lại cái cộng này, vậy là một mình, ở mình đi. Cái này là phá đám rồi đó ông ơi, ông con ơi, phá đám. Nè, mình lớn tuổi rồi, thấy không? Mình có chọn tình yêu hay gì mình ra ngay chỗ mấy cái chùa chiền miễu này nọ mình linh thiêng mình cầu chứ không tự nhiên cái giờ ngồi bước vậy làm sao mình cho con nít. Trời, à cái mặt này đi ra rồi ngoài chùa cầu xin vậy có sao được, mình phải ở nhà mình tự, coi như là ở đây không có ai đứng rồi mình tự làm chứ. Nhưng mà giờ tôi hỏi chú nè. Sao chú là chú đang có tình yêu với mấy người? Có nói chung là có tình cảm chứ chưa có tình yêu. Tình cảm thôi, hồi xưa thì có yêu, bây giờ là chỉ có cảm thôi. Đây là gọi là một cái cuộc tình tay ba. Không phải tay ba chứ là sao? Có nghĩa là người ta có tình cảm với chú. Trời ơi, chú là trai đẹp hồi đó tới bây giờ lận. Thấy không? Vậy thì đâu có sao, đâu ảnh hưởng gì. Chú thích bà Năm hay bà Sáu, quyết định vậy thôi. Chọn không được, nếu mà chọn được thì nói làm cái gì. Bây giờ người nào cũng tốt hết trơn, trời ơi, người nào cũng đối xử với chú rất là tốt. Nhưng cũng như bà Sáu này lúc nào cũng quan tâm tới chú nè ha. Mỗi lần mà chú bệnh hoạn hay này kia cái nọ là coi như là cạo gió nè, nhậu nhẹt xong xỉn cũng cạo gió nè. Khoan, bà Sáu nhậu xỉn vô mà có gì đâu phải cạo. Ai biết, mỗi lần nhậu vô là bà có say rượu là bà cạo à. Thậm chí ngủ uống cà phê bà cạo luôn. Nếu mà như vậy là nó nằm vô trong cái luật nha. Luật gì? Đây là xâm phạm cơ thể của người khác bất hợp pháp. Cái gì kỳ vậy ông nội, rồi cạo gió mà cái gì xâm phạm? Hình như có luật đó luôn á, hình như. Đừng có giỡn, trời đất ơi. Nè, nói thiệt đi ha. Coi như là kiếm cớ qua đây ăn nhậu đúng không? Không. Đây ăn nhậu đúng không? Đây cái luật này làm sao mà chú biết? Bây giờ con hỏi chú nè. Thí dụ như
chú không có tình ý gì người ta. Ờ. Mà chú nói với con là chú không có thương bà đó. Hồi xưa thì có, bây giờ là chỉ có tình cảm thôi, coi như là cái nghĩa thôi, hiểu không? Trời ơi, sao chú nhức đầu quá. Có nghĩa là hồi xưa thương mà bây giờ không thương. Ừ. Nhưng mà bây giờ bà vẫn đeo đuổi chú. Đúng. Vẫn coi như là từ lúc mà chồng bà chết tới bây giờ là bà vẫn có cái mong muốn cơ hội là đốp được chú đó. Nếu mà như vậy là bà đó mất nết. Bà đó là một người phụ nữ mất nết và lăng loàn. Sao vậy? Tại sao? Chồng chết mà. Chồng chết thì có nghĩa là mình phải ở xuất giá, là xuất gia là tòng phụ, xuất giá là tòng phu. Nhưng mà phu tử là tòng tử. Nhưng mà chồng chết 10 năm rồi. 10 năm thì bây giờ vẫn thờ, không, luật không cấm là lấy thêm, nhưng mà với tuổi đó là phải bắt buộc là không lấy nữa. Bao nhiêu như khoảng 49 50 vậy hả? Không, họ không có hơn cái số tuổi đó. Thì vẫn là U50. Vẫn là U50. Ủa nhưng mà là cái gì mà tự nhiên mà bay rành dữ vậy? Cái này là chuyện của luật pháp mà sao bay rành? Cái gì vậy chú Tư? Mình bạn nhậu lâu mà chú Tư sao không hiểu gì con cho vậy? Sao không hiểu được? Đây, dân học luật, tốt nghiệp luật luôn rồi. Cái gì? Bay học luật? Dạ. Rồi bây giờ đó, coi như bay là luật sư luôn rồi. Bảy luật là tên con. Ồ vậy hả? Có nickname luôn nữa hả? Chứ sao? Trời đất ơi, giỡn hoài. Trời ơi, dữ. Đây, Nguyễn Tiến Luật. Wow. Dạ. Hồi đó gì không biết luôn. Hồi đó trời đất ơi. Thôi nhưng mà con nói chú nghe, bây giờ mình có nói ra thì người ta tưởng mình nổ. Thấy không? Thôi kệ đó. Coi như là mình cứ việc lấy cái bằng cấp của mình đó, mình lên thành phố, lên Sài Thành đó, mình coi như là hành nghề cái nghề của nghề mình thích thôi. Con miễn sao về đây con được nhậu với chú. À. Tại chú là bạn nhậu duy nhất của con. Rồi hiểu rồi. Có nghĩa là bây giờ như thế này, có nghĩa là bà Sáu bà đối xử tốt với chú là như vậy. Đó bây giờ chú kể để con xử cho. Còn bà Năm cũng đối xử tốt. Nữa hả? Bà Năm lo ăn uống tất cả mọi thứ hay mà thích cái món gì làm như là bà ghi nhớ, bà cũng muốn sổ trong lòng bà gì đó. Nhưng mà bà đó là chồng bà chết chưa? Chết luôn rồi, giống như có cái tướng sát phu thì sao vậy đó. Đó cho nên là chồng chết hết rồi, hiểu không? Bây giờ bà Năm cũng muốn ở bên cạnh chú mà bà Sáu cũng muốn bên cạnh chú nữa, người nào cũng quan tâm chú hết. Bây giờ mày thấy không, tao bây giờ làm sao bây giờ? Chà, căng rồi nha. Ừ, nếu mà như vậy á thì nó sẽ lại nằm vào cái khung luật khác. Cái khung luật này là cái khung vi phạm luật hôn nhân gia đình. Ủa gì kỳ á? Chắc là nó có trong luật đó, chắc nó có vậy đó. Ủa, chưa có dính líu gì hết mà tự nhiên mà vi phạm luật không? Thì bây giờ có nghĩa là sao? Người ta là có chồng đúng không? Ừ. Mà chồng ta chết. Ừ. Cho dù là chết 10 năm, 15 năm, 20 năm thì cũng vậy, người ta vẫn chưa ly dị. Đúng không? Ủa, chết phải làm thủ tục ly dị luôn hả? Đó để nói cho nghe. Tôi sẽ đứng ra để mà lập ra thành một cái tòa án gia đình để xử giùm cho chú. Chắc chắn xử là làm sao để cho chú hài lòng, tôi sẽ không lấy một đồng bạc nào hết. Nhưng mà xong là chú phải lo một cái chầu nhậu lớn cho con nha. Yên tâm. Nhớ nha. Yên tâm. Yên tâm. Tòa án gia đình sẽ có mặt trong ngày mai. Và tôi sẽ là luật sư kiêm thẩm phán. Trời ơi, cái thằng dịch vật này nó hẹn gì đâu mà cho ngồi 2-3 tiếng đồng hồ. Mắt muốn chết cũng không dám đi nữa. Dạ. Nó tới rồi kìa. Dạ. Chào ơi, chú và chào hai cô. Dạ. Con ngồi đây, con ngồi đi. Dạ dạ dạ. Xin phép cho con đứng đi. Tại vì dạ. Nói sao chung là trễ vậy? Trời đất ơi, mình làm một cái công việc mà nó liên quan tới cái gì mà chánh án hay tòa án á, thì mình phải cần có một cái bộ đồ cho nó rất là nên người. Đồ chánh án. Thì mình bây giờ không có cái đồ chánh án thì mình có thể mình mượn cái áo của mấy đứa mà thực tập á, để mặc vô cái này mượn mà. Cho nên là, nhưng mà người ta thường có câu nói là một cái áo không thể tạo nên một nhà sư. Cho nên là nhờ cô Năm cỡ giùm ta. Chặt quá. Trời ơi, chi mà cái áo bởi vậy chi vậy, tao bận áo sơ mi trắng gì được rồi, trắng ngọt muốn chi màu mè dữ vậy. Thì mình giải thích người ta hiểu rồi, hiểu không? Dạ bây giờ cô chú đã rảnh chưa ạ? Rảnh rồi. Giờ mình đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Lớn lên để mình có không khí ra, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đứng lên. Mình không thể nào mà xử trong cái này được nha. Ghế mình để cho ngay hàng lại, ngay hàng ngang. Ngay vậy hả con? Đúng rồi. Sao giống học mẫu giáo quá vậy? Đứng im. Kính thưa quý vị, phiên tòa chúng tôi trước khi chuẩn bị bắt đầu vào cuộc xử ngày hôm nay, đây là 3 thành viên, là một bị cáo và 2 tội phạm. Không, tạm thời là như vậy thôi, ở đây là mình xử trong gia đình mà. Ví dụ thôi, chỉ trong gia đình. Thì trước khi mình phân xử thì chúng ta phải vào cái hành lễ cái đã nha. Nghỉ thôi không dựa. Nghiêm. Thở. Ủa bình thường nghiêm cái chào cờ chào mà. Không, mình ở đây mình không có cờ cho mình không chào nha. Ngồi xuống. Dạ. Kính thưa 4, 5, 6. Dạ.
Trong cái cuộc sự ngày hôm nay thì chúng tôi đã đọc được cái câu chuyện của tất cả mọi người rồi. Thì đây chính là một cái câu chuyện nó xuyên về như kiểu một cái bếp. Như một cái bếp ha. Và ba người này như là ba cái bếp. Như là ba cái bếp. Không phải, không phải. Sao không hiểu? Sao rồi, lộn rồi. Cái này là một ông lò mà ba ông táo á. À quên, à tôi xin lỗi, cái này nó hơi sơ suất nhẹ một chút. Thì có nghĩa là đây là cái câu chuyện mà một cái bếp lò mà có ba cái chân kê đó, như là ba ông táo, ba đúng người rồi. Một táo ông và hai táo bà. Đúng nhưng rồi. Mà người ta vẫn sống trang hòa, người ta vẫn sống trang hòa. Không còn, chịu, tôi không chịu sống vậy. Hả? Không chịu, không chịu sống. À, còn còn năm sau, năm sau. Không chịu thì mới xử nè. Theo tôi, các vị đang dướng vào cuộc tình tay ba. Mà cuộc tình này nếu như mình không xử lý kịp thời á, nó sẽ dẫn đến cái hệ lụy sau này, đó là trình phanh thay xẻ thịt. Cái gì? Hay còn gọi là trùng xẻo. Hoặc nếu như mà nói xa, sâu xa hơn có gọi là có thể là giống như là ngũ mã phanh thay. Nếu lỡ như sau này mà còn thêm ba bà nữa thì có phải là ngũ mã phanh thay không? Mỗi người giữ cái đầu, người giữ cái tay, người giữ cái chân như vậy là chết, còn gì là tư nữa. Không, tôi chỉ nói thí dụ vậy thôi. Tôi chỉ nói thí dụ vậy thôi. Không. Vậy thì bây giờ tôi xin nói về năm. Dạ. Đây một người phụ nữ tuyệt vời. Trời ơi. Một người phụ nữ rất là dịu dàng, dễ thương, tâm tính, đức tính đều tốt, hy sinh cao cả, cầm kỳ thi họa không biết, nhưng lại là một người phụ nữ tốt, đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để chăm sóc cho người mình yêu. Đạp lên dư luận. Bây giờ biết bao nhiêu người phụ nữ sống thời nay mà ai làm được điều đó? Không ai làm được điều đó. Không ai làm được đâu. Chị ai? Năm thôi. Từ chút xíu nữa. Trời ơi. Cái sự dịu dàng, cái sự mà công dung ôn hạnh của Năm á, chỗ nó tì mỏng như vậy mà con nhìn ra, trời ơi, Năm rất là cảm kích. Còn người trong cuộc, trời, ta nói nó trơ như gỗ đá. Năm à, cô Năm phải nghĩ tới con làm nghề gì? Luật sư. Luật sư là phải biết môi móc từng cái tâm trạng của mọi người ra để mình hiểu được cái tâm tính của người đó như thế nào để mà mình làm việc, mình mới xử được chứ. À, là con đang môi móc Năm á hả? Không phải. Năm nói cái này là mình ẩn dụ thôi. Nha, chứ mình không hề mà môi móc, có nghĩa là mình phải tìm lấy những cái đức tính tốt của cái từng người để mà mình soi vào đó để mình nói, thấy không? Đó, sau đó mình xử sao? Đây. Này, mày xử cái gì vậy? Còn đây. Đây. Trời ơi, đừng la nhỏ nhỏ. Mọi người phải thấy đây là ai? Ai à? Quý vị ai à? Sao? Không, mình phải nói cái tên lớn lên như vậy người ta mới ai. Ai à? Sao? Ngày xưa em như chim sao. Sống lâu năm em thành con đại bàng. Vâng. Đại bàng. À, đặt không? Đại bàng là sao? Mình người ta đăng tải về mình là một cái sự vĩ đại. À, một cái sự vĩ mô. Ủa nè, xí, cái gì mà có vĩ mô trong này nữa vậy? À, xin lỗi, đừng xen vào luật sư, người ta đang xử. Và vĩ mô này sẽ kèm tới sumo. Sumo là gì? Sumo là ai? Sumo là con là sumo. Dân nó bự. Kính thưa quý vị, đây là một người phụ nữ rất vĩ đại. Không chỉ vĩ đại về tinh thần, về tính cách, mà còn dám dành cả tuổi thanh xuân của mình để chăm sóc một người đàn ông không ra gì. Không, im lặng, hãy im lặng, để tôi nói hết đã. Ông này là ai? Là một người chỉ thích nhậu lẩu, mà cả cuộc đời của Sáu để dành làm gì? Nè, tất cả hai người phụ nữ đã biết cái gu nhậu của người đàn ông này để dành ra những cái lẩu, lẩu mực, lẩu tôm, lẩu tép, lẩu mắm, lẩu cá lóc và ăn với lại rau đắng. Trời, nói chung là kể ra thôi là nghe là mình muốn bệnh rồi. Mình cũng thèm mà, con cũng thèm mà. Thì ông thích. Nhưng mà tại sao? Tại sao là như vậy? Hả? Tại sao lại dành cả tuổi thanh xuân để mà chăm sóc cho một người đàn ông? Một người đàn ông như thế này để đáng để chăm sóc à? Không đáng đâu. Tại vì đây là người đàn ông bề ngoài nhìn thấy rất là dễ thương, hiền lành. Cái này hay nè, cái này đúng nè. Có dành cả tình cảm của mình là tạo ra một sự khó xử để cho tất cả mọi người phụ nữ để cảm thấy mình quá dễ thương. Đúng. Nhưng ai ngờ được đây chính là một người đàn ông đã thả thính với biết bao nhiêu người phụ nữ chết chồng khác. Cái gì? Trời. Vì bảy bên cù lao hè. Vì tám bên phú sinh. Trời ơi. Vì chín bên kia nữa, rất nhiều. Và những người phụ nữ nào mà ông chồng mà chuẩn bị ngáp lộng hốc hết. Cái gì? Có luôn hả? Trời ơi. Tư
Tao là tao hả? Tao vậy thiệt hả? Trời ơi là trời, tôi đã dành cả tuổi thanh xuân của tôi để liệu cho Tư á. Tư đừng có dỗ tôi. Tao bây giờ tôi khỏi điệu luôn nha Tư. Nha, quá đáng hà. Ông quá đáng thiệt đó nha, quá đáng thiệt đó nha. Trời ơi, tôi không ngờ con người ông nha, nhìn cái bề ngoài của ông hiền hậu như vậy mà không ngờ ông chiếm chuột như vậy đó hả? Đừng có nhìn mặt tôi nữa. Kính thưa quý vị, và phiên tòa đến đây đã xong, bà không có xong việc rồi, nên là xin tất chú Thư nha. Đứng lại. Ngồi xuống. Ủa, rồi giờ ai xử ai? Bắt đầu chú xử con nè. Ngồi xuống. Sao vậy? Con làm cái gì vậy? Làm con gì? Nói cái gì vậy? Tự nhiên bây giờ con cho chú trở thành một người tội phạm là sao vậy? Là ý chú nói là con đang bêu ríu xấu chú đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà đây là người ta nói là có những lúc mình nói dối nhưng mà lại đem lại hạnh phúc cho người khác, đó chính là một cái điều hay chứ không phải là một cái tội. Là sao? Bây giờ con hỏi chú, năm nay chú bao nhiêu tuổi? Có như gần 60 rồi. Đó. Vậy thì tại sao cuộc đời của chú còn lại, chú không dành cả cái thanh xuân còn lại của mình để chi? Để mà mình hưởng lấy những cái tuổi già, mình hưởng lấy những cái điều đẹp nhất ở trong cuộc sống này. Chú cứ thơi thông thả mình đi chơi, mình muốn gặp bạn bè. Tự nhiên dính vợ con vô chỉ nữa, tuổi này dính vợ con vô làm cái gì để ràng buộc, tự nhiên đeo gông vô cổ để làm gì. Chẳng thà chú sống vậy, nhưng mà chú để. Chú đi đâu thấy không? Gái mà mấy người mà như nhìn cô Năm với cô Sáu mà nhìn chú tự nhiên chảy nước miếng. Hiểu rồi, có nghĩa bây giờ ý của con là muốn cho chú sống đơn giản như vậy để cho gái thèm chơi đúng không? Đó là cái cách sống của mình hiện tại bây giờ. Chú muốn đi đâu chú đi, chú muốn nhậu với ai chú nhậu, chú muốn gặp cô nào chú gặp, thấy không? Chứ không tự nhiên phải dính vô người này, tự nhiên chú dính vô bà Năm còn đỡ đi, chú dính vô bà Sáu cái cuộc đời chú cúi hẻo luôn. Hai các ơi, dạ. Cảm ơn con nhiều lắm, con đã biến chú từ một lão già trở thành Nam Dương. Hai Phương Nam vui lắm à nghe. Heo, gió thổi đầu non, mấy thằng say rượu là con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngồi... Đâu? Tức là... Tao à? Ai? Vợ mày nè. Vợ tao là vợ anh Đậu không? Đúng rồi. Vụ gì? Đứng dậy đi. Mày bà cô nội tao hả? Mày bà cô nội tao, mày có thấy tao đang nhậu không? Giờ chưa rồi, mày đứng dậy tao nói chuyện với mày xíu. Tao ngồi đây mày nói tao vẫn nghe được. Tao vẫn nghe được, lỗ tai tao là lỗ tai người chứ không phải lỗ tai cây. Hiểu chưa? Vợ thích làm gì làm đi. Mà giờ nè, tao bán đậu hũ còn xíu nè. Tao đau bụng quá à, mày đi bán giùm tao đi. Không lẽ giờ tao phan nó chơi vào đầu. Gì? Mày không thấy tao đang nhậu à? Hả? Câu chuyện bán đậu hũ là của ai? Thì của tao. Của mày thì mày đi bán đi. Mày không thấy tao bận nhậu từ hôm qua tới giờ. Sao mà tao đi bán được cho mày đây? Nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ. Mày bị cái gì? Bị đau bụng. Mày đưa đây tao giữ cho, rồi mày đi ra cho kiếm vô cái bụi nào mày. Rồi mày làm gì mày làm đi rồi tao. Không, tao không chịu đâu, không được. Là cái gì? Tao phải đi vệ sinh, tao về nhà tao đi vệ sinh mới được. Ở đây ghê lắm, tao không đi đâu. Đây mày đi bán đi, tao đi về nhà tao đi vệ sinh. Mày làm như cả đời mày chưa bao giờ mày đi ngoài. Bây giờ một lần nữa là mày có đi hay không để tao coi chừng. Không. Bây giờ ra mày không đi phải không? Ông này. Ui da. Ây da. Cái gì vậy? Trời ơi, chở bà bầu mà chạy cái kiểu gì không hiểu. Đó là khổ ghê. Còn mày bây giờ mày không đi không? Mày qua đây. Sao cứu con? Cái gì em sầm hả? Tao đập cho mày một lần cho mày chừa cái bản mặt mày. Tao đánh con rồi mà sao? Trời ơi, cái thằng quỷ dịch này sao suốt ngày mày quýnh vợ mày hoài vậy mày? Chính đánh nó... mày không được quýnh nó nghe. Nó sao? Nó liền như chó, chứ không đánh là được. Phải đập nó chứ. Bây giờ tao hỏi một lần nữa là bây giờ mày đau bụng mày vô chống đại mà cái bụi đó đi. Tao kiểm tra giùm, tao canh chừng giùm cho rồi mày đi trong đó. Nhưng Con đau bụng hả? Đúng rồi, con đau bụng. Nhưng trời ơi, đau bụng sao còn đi bán nữa? Để thằng Đậu nó bán cho. Ý là con không phải đau bụng kiểu đó. Chứ đau bụng gì? Đau bụng kiểu khác nữa. Bây giờ tao hỏi mày đau bụng kiểu khác là cái gì?
tao có bầu. Theo ta, bầu thì nó đại có bầu đúng không? Ừ. Có gì đâu, có bầu. Có bầu phải mừng chứ. Gì? Gì á? Ê, đó là có bầu nha, không được quýnh nó nghe mày. Khùng sao đánh nó, đánh nó cha con tôi sao? Có bầu hả? À? Ừ. Nhưng mà sao có bầu kỳ vậy? Trời ơi, cái thằng này ơi, vô duyên, hậu vô duyên. Tao có bầu mà mày phải hỏi mày đi, chứ mày đi hỏi tao. Nhưng mà tao nhớ là, tao xỉn, tao nhậu không à. Tao với mày đâu có làm gì đâu. Có, dạ. Có hết á mà mày không nhớ á. Tao có bầu rồi đó, con của mày á. Bây giờ mày đi bán không? Mày không đi bán tao quýnh nha. Rồi, được rồi. Tao bán cho. Nè. Sao mà còn nhiều vậy? Nhiều gì? Giỏi. Từ đây về sau là con phải đi bán để nuôi nó. Bởi vì nó có bầu, nó rất là mệt mỏi. Nó không có là làm lụng được, hiểu không? Hôm nay con sẽ bỏ nhậu để con đi bán lo cho vợ con ha. Đúng rồi. Sư huynh. Gì? Con nhận bữa nay sư huynh rảnh thiệt. Rảnh. Rảnh sao? Tại vì chở vợ đi đâu ạ? Thì bà cái bụng bầu quá trời bự rồi. Đâu có để cho bà đi chợ đi bộ như vậy là nó tội nghiệp của đứa nhỏ trong bụng. Cho nên là phải chở bà đi chợ. Cái nhưng này... mà bà vừa vô chợ là tao có ngùng. Sao? Tao ghé cái quán kế bên tao làm hai xị gọi là xúc miệng. Đó. Nè, mình làm gì làm nghe. Về giặt cái đống đồ cho tôi nha. Rồi dọn dẹp cái giường ngoài sau nhà cho tôi nghe. Tuân lệnh vợ. Không có gì mà phải lo hết. Cái gì mấy chuyện đó chuyện nhỏ mà. Đúng không? Mình đàn ông là cái gì cũng phải có thường nó hết. Bây giờ tôi đi ra ngoài chợ tôi bán đậu hũ cho vợ luôn nè. Ví dụ đại ca mà rảnh đó thì đại ca theo đại ra ngoài xong cái thí dụ chưa có ai mua thì hai mình cười tép. Mày kêu ông là sư huynh đúng không? Đúng rồi. Mày phải học theo ổng. Học gì? Từ đây về sau phải giặt đồ cho vợ, quét dọn nhà cửa, cơm nước rồi cho vợ nghe con. Đúng rồi mày, từ nay về sau mấy cái đi bán này là mày phải đi hết á. Chứ mày tao mà không đi được đâu nha. Tao đi hồi là tao bị mệt á. Yên tâm, tao thề trên miếng đậu hũ. Tao mà từ nay mà không có, tao không có giặt đồ hay tao lo cho mày nữa thì tao không còn là đậu nữa. Mà cho tao thành bắp luôn là tao thề. Mày để cái miếng nó riêng chỗ khác để hồi nó bán tao không biết tao ăn là chết luôn á. Đậu cái miếng này chút xíu làm mồi của anh huynh đệ mà. Đi đại ca. Ủa vậy tao đi chung luôn hả? Đi luôn đi. Ê tao rau giỏi lắm á, có gì đâu phải tao rau cho mày biết được không? Rồi. Tao hổ nè nóng đi. Đi một tiếng đồng hồ về giặt đồ đó. Sao? Cái gì? Con dùng cái cách của gì sao á? Hiệu nghiệm nha. Không, mày cũng thông minh chứ ai nói mày ngu như vợ cậu đâu. Lâu lắm rồi con mới được một ngày thảnh như vậy. Bây giờ làm gì ta? Đi chơi. Rồi chưa dám hành hạ tao hả? Bây giờ tao sẽ cho mày biết vợ thằng Đậu là như thế nào. Em ơi. Ê. Mày không? À. Mới đâu vậy? Thì mới đi bán về. Chắc không? Trời, mày không thấy hết trơn, tao đậu luôn hả? Chắc nha. Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Lại đây. Há miệng ra. Hả? Trời. Ây da. Mày mới nhậu về đúng không? Tao đâu có dám nhậu đâu. Mày không nhậu tao nghe mùi. Ây da, cái mùi này mùi của hôm kia mà. Mùi gì? Mùi nhậu của hôm kia. Nhậu hôm kia, ý là hôm qua mày không tắm hả? Mày dám không tắm hả? Ở vô. Thôi nha, vừa phải nha. Mày nghĩ sao mày bắt tao đi bán cả ngày về? Tao bán cả ngày về là tối mày kêu nó giặt đồ, rồi nấu cơm. Khuya mày kêu nó nấu mì gói cho mày ăn. Còn giờ tao tắm đêm nên tao bị chuột rút chết ra mày. Mày. Cái đó là chuyện của mày, đó là chuyện của tao, mắc thì tao phải lo. Nè. Gì? Bây giờ tao đói bụng rồi đó. Tao ăn xoài bị sốt ruột rồi nè. Bây giờ đi vô chổng nấu đồ ăn. Xong mày vô mày làm đậu để mai đi bán. Ủa? Ê nó nghe nè. Ủa rốt cuộc là từ sáng giờ tao đi bán rồi mày ở nhà mày làm cái gì mà mày không chịu nấu cơm? Tao bận. Bận gì? Bận đi chơi. Trời mày ghen quá vậy? Thì sao? Tại vì mày có con. Con của tao cho nên tao cũng đáng án. Nhưng mà tự nhiên bắt đầu tao thấy quải mày có cái là tự nhiên sao mà tâm tính mày bắt đầu hung dữ. Mày giống như chằn ăn chân quấn mày đánh tao hoài vậy. Bộ một ngày mày không đánh được là mày ăn cơm không ngon hả? Nè tao nói cho mày nghe. Chứ hồi trước mày làm sao? Sao? Một ngày mày đánh tao 3 trận. Ừ. Bây giờ ngày tao đánh mày có 4 trận. Ngồi đó mày con bì hả? Ê thôi đủ rồi nha. Tao nhịn mày nhiều quá mày. Tao nhịn mày nữa. Mày ngon. Mày ngon mày đập tao cái coi.
Tao mà không đập mày, tao làm con của con mày luôn á. Mày đừng có xạo. Mày xạo chó hả mày? À mày tính đánh tao hả? Chứ sao? Được rồi. Sao? Mày giờ... mày đụng nhẹ nó cái coi, mày đụng thôi, nhẹ tao nó. Tao sợ, tao không có đánh mày nữa. Tao đánh con mày. Ê! Mày làm gì vậy? Đánh con mày, được không? Cái đầu nó nằm bên đây mày đừng chơi, chơi ngu mày. Không, đầu nó nằm đâu tao biết, tao ký mày. Ê! Nói mày ký nè, nói mày ký đi. Mày ký vừa vừa, mày ký đau vậy? Thôi, ký mày ký vậy chứ cha. Tiền đâu? Tiền gì? Tiền bán hàng. Tiền bán hàng để dành để còn mua đậu về làm đậu rồi. Đưa 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 đưa, hỏi nhiều. Mày không đưa đâu ký đâu nữa. Ờ, tao mày đưa mày làm gì? Đưa đi. Tốc độ em. Cái gì đâu rồi mày? Có mày. Chắc nè. Chắc mày. Tao có hiệu lập mày á. Tao biết rồi. Mà mày lấy tiền chi nhiều hả? Bây giờ tao qua bà Sáu. Làm gì? Tao mua kẹo. Ăn bim bim. Ờ nó nghe nè nè nè. Ủa mày ăn kẹo gì bên chỗ bà Sáu mày ăn hoài vậy? Bên đó bộ bà bán kẹo gì kẹo mà dưỡng thai bên đó hả? Kệ tao. Tao thích ăn gì tao ăn. Giờ sao? Hả? Mày ý kiến không? Ý không? Ê, không 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 không. Rồi rồi mày cứ ăn đi. Nói chung là kẹo nào hay gì mày thích gì mày cứ việc ăn đi. Mày ăn cho vừa lòng mày đi. Mày chỗ giặt đồ đi mày. Than 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 than. Trời. Trời. Đấy, đây đây đây. Hai chú cháu mình hôm nay là cả tuần lễ rồi mình có được nhậu đúng không? Thôi 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 thôi, tôi không dám nhậu đâu. Trời ơi, nhậu gì? Con quỷ con vợ tôi, vợ nó hung dữ. Nó dễ nó hửi được cái mùi tôi cái nó đánh tôi chết bà tôi luôn á. Không có đâu, làm gì mình cho nó hửi mùi chứ? Không phải không hửi mùi, làm sao nhậu không có hửi mùi được. Mà quan trọng là nó đánh tôi mà đánh con tôi. Mà đánh con tôi là con tôi đau. Mà con tôi đau có nghĩa là tôi đau, mà chắc chắn là tôi phải đau hơn con tôi rồi. Ờ ha, sao con vợ mày nó khôn như vậy, tự nhiên bây giờ nó... Mày nói nó ngu chứ sao khôn. Con đó là vợ của thằng Đậu là tôi mà, nó nổi tiếng lên là nó ngu mà. Nó đánh kiểu đó là nó đánh vậy là, rồi con tôi nó bị chấn thương sọ não trong bụng mà sao? Ờ. Ê, khoan đã. Gì nữa? Có cái điều này nữa nè. Gì? Vợ chú á. Ờ. Mang thai là, bà tính ra là cái hồi mà, cái năm vừa rồi luôn đó. Là trước gần tháng nè. Ừ. Là năm trước nữa. Ừ. Ủa mà băng thai kiểu gì mà cả năm rồi bà chưa đẻ kỳ vậy? Không, bà nói với tao đó có nghĩa là bây giờ là bà lớn tuổi rồi, cái thai không phải giống như những người còn trẻ mà đúng 9 tháng 10 ngày sanh, nhiều khi của bà là 2 3 năm bà mới sanh. Chắc đến 13 14 tháng có được 2 năm. Còn cái chuyện phụ nữ mà tính toán làm gì, mình lo mình ăn nhậu là được rồi, hiểu không? Đâu có được. Có cái gì đó rồi xong tự nhiên cái đông mà có sao. Thôi kệ đi. Đợi tôi xíu. Nó rối quá mà. Rồi, vô chờ tôi. Nghe. Chờ được mà, chuyện nhỏ. Nhậu hả? Ừ. Ê, cái này là rượu của tao nha, chứ không phải là rượu của chồng mày đâu nha. Dạ, không mượn ấy. Ủa, có cái chai nữa hả? Của tao 100% luôn á. Của chú đúng không? Ừ. Con đem đi đây. Đem đâu? Rượu của chú. Ừ. Thật ra đây là rượu của bà Sáu mà đâu phải rượu của chú đâu. Chú rất giọm rượu của bà Sáu đúng không? Chú đừng có nói dối con biết hết trơn rồi. Bây giờ con đem qua con đưa cho bà Sáu. Con mét cho bà Sáu biết. Chú á, giờ chuẩn bị tinh thần đi nha. Chúc chú thật vui vẻ và hạnh phúc. Đây, chú nhậu đi nha, nhậu sai nha. Bye bye. Trời ơi là trời. Trời ơi, ai nói con vợ thằng Đậu nó ngu đâu. Trời ơi, nó khôn bà cố luôn á. Trời ơi, cái điều này nó qua nó mét. Nó về nó mét cho vợ tao là tao chết chắc luôn á. Thôi tao về đứng ngay. Trời ơi, chết. Đừng mét vợ. Đừng mét vợ chú. Rồi, chú làm xong hết rồi. Ủa sao kệ vậy? Mày buông tao ra đi. Mày buông tao ra, mày để cho tao chết. Cái gì vậy? Trời ơi, tao nói cho mày nghe, bây giờ không có rượu sống làm cái gì. Mày không nghe ông bà xưa người ta nói sao? Nam vô tủ như kỳ vô phong đó mày. Như kỳ vô phong là gì? Giống như lá cờ mà không có gió nó yếu xìu như con gà chết vậy đó, hiểu chưa? Rồi sao? Bây giờ tao muốn chết. Thì muốn chết thì chết đi, tự nhiên còn người ta vô nắm tay ta vậy. Nè, cái bờ kênh nằm sau lưng nè, tự nhiên nắm tay vậy là sao đi? Hả? Bây giờ tôi hỏi chú nè, chú chết để được cái gì? Thấy không? Cái người mà đáng chết là tôi nè. Người đáng chết mới là tôi nè. Sao tự nhiên mày đáng chết là sao? Tự nhiên tôi là một thằng hai lúa ngời ngời như một thằng giang hồ trùm của cái thôn này. Về nhà là tôi tán vợ bóp đánh liên tục tiền. Tự nhiên bây giờ trở thành một thằng ở đời. Một ngày tôi giật 3-4 cử.
lỗ mũi lở hết trơn. Rồi đã vậy đồ bắt giặt đồ, rượu thì không cho một giọt nào, vậy thì sống làm gì hả? Để tôi chết đi, để tôi chết đi. Hai chú cháu mình đồng cảnh ngộ. Đàn ông mà không có rượu vô trong người thì làm sao mà nó sung được? Mà không sung thì đâu phải là đàn ông đó, đúng không? Thôi cái này bậy nè, cái này bậy lắm. Chú đừng có nói mà kỳ vô phong cái gì, giống như lá cờ thiếu gió gì. Mai là chú nói chú là yếu yếu vậy mà bụng của thím còn chà bá lửa. Chú nói là cái ý khác, mày hiểu cái ý gì vậy? Không, chứ còn gì nữa, ý là chú nói là thiếu rượu là không được, không sung đúng không? Không sung là không sung để làm việc, chứ không phải là không sung cái chuyện vậy. Không, tầm bậy. Trời ơi. Nhắc giờ thèm rượu dễ sợ. Trời ơi, tự nhiên tôi đang không nghĩ cái chữ đó, tự nhiên bây giờ nhắc cái chữ rượu đó là thèm đấy rồi nè. Rượu ơi rượu, rượu đừng có nghe lời hai người đàn bà đó mà bỏ rượu, bỏ tụi tôi nghe rượu ơi rượu, đừng bỏ tụi tôi nghe rượu. Ê, cái gì? Vừa mới nói tự nhiên có nước rồi nè. Nước gì? Nước nè. Rượu. Cái gì? Rượu đế. Thiệt hả? Rượu đế hả? Trời ơi. Trời ơi, cái gì mà linh như mẹo vậy? Trời cho, trời cho. Trời, đúng 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 là chú ăn ở của Đức lắm nha. Giống như cái lời cầu xin của chú giống như là đã động tới lòng trời. Đúng đúng. Trời ơi, bởi vậy nhìn cái mặt chú là biết con người ăn ở của Đức. Cảm ơn con. Nồi cái trán của chú là không còn một cọng nào, người ta nhìn thấy là chú là ăn ở của Đức rồi. Cảm ơn con, cảm ơn con. Bây giờ, trời ơi. Cái gì vậy? Nói đi, đừng có uống cái này một lát mình cưa đôi. Cưa đúng rồi, ý là bây giờ uống vô tự nhiên hơi sót ruột. Bây giờ đã động đến lòng trời phải không? Bây giờ chú cầu thêm mồi đi để mình cưa luôn cái. Được. Ông trời ơi, nếu mà đã cho tụi con có rượu rồi thì phải cho tụi con có mồi chứ, không có mồi uống khan nó kỳ lắm. Dễ gì quá. Ê gì? Ê hả? Cái mà mồi gì ông bỏ trong túi áo ông đem theo hả? Bậy bậy, làm gì có gì chứ đâu ra. Không biết nữa, tự nhiên mình cầu xin làm như là linh nghiệm vậy đó. Trời đất ơi, thiệt luôn hả? Thiệt luôn. Trời ơi, chú ơi, cái này gọi là mình động tới lòng trời rồi, động luôn tới nguyên cái cung đình luôn rồi. Nếu mà linh vậy là tại mình phải tận dụng. Mình có hai điều ước rồi. Rồi rồi. Bây giờ mình còn điều ước nữa. Điều ước gì? Dạ, con cầu xin ơn trên, nếu đã lỡ thương chúng con xin hãy thương cho son, xin hãy để cho hai bà mụ vợ kinh dị đã đài ải hai chú cháu chúng con sẽ không còn có mặt ở trên hành tinh trái đất đẹp đẽ nữa, mà hãy ở cái chỗ khu vực nào đó xa xôi xa xăm không thể nào đến đây được. Không gì vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Để mà ôi vợ tao mà biến mất thì lấy đâu trà đá cho mày chữa lửa hả đạo? Đâu có. Hay quá ha, có chút xíu rượu nói vợ này nọ nọ kia ha. Ước mà. Ước cái gì? Trả đi, trả đi. Cái này của ở trên cho tụi tôi đó. Trên nào? Trên trời. Trời đâu ra? Nhìn đi, nhìn cái này là cái gì nè. Nhìn đi, quen không? Quen. Tôi câu đó, tôi câu vô cho ông đó. Vậy là nãy giờ bà ở đây bà chứng kiến hết rồi hả? Hết trơn rồi. Rồi bà thả cái này ra cho tôi luôn hả? Chứ sao? Hay quá, vậy mà nó động lòng trời. Ai biết đâu tự nhiên nó hiện lên. Bây giờ mày đó lên. Mày đi về mày xây đậu đi kìa, ngày mai đi bán, chuẩn bị luôn bông băng khúc nỏ đi. Tao về tao vớt mày ra khỏi cái trái đất mày luôn bây giờ. Đi. Còn ông, về giặt cái thao đồ cho tôi nha. Hả? Rồi rửa chén nấu cơm nha, xong đi lên giường nằm chờ đó. Làm gì? Ôm cái chổi lông gà theo một hồi về tôi quất. Phải ôm chổi lông gà nữa hả? Trời ơi cái gì vậy? Thứ gì? Lì lợm à? Nhậu nhẹt vô nói ba lăng nhăng. Lèm bì. Đi rồi hai chả đi rồi. Thảo quá, thảo quá. Trời ơi, thơm quá, thơm. Thơm quá. Ê. Dạ. Chỗ này được rồi vợ ăn đậu. Không mấy hai dì cháu mình kiếm. Đi. Ngồi dạ? Đi. Ngồi mình làm sương sương. Xong mình ngủ một giấc cho đã rồi chiều mát rồi về. Thôi, kỳ lắm. Sao kỳ? Mình đã chơi là chơi tới bến chứ chơi gì sương sương. Trời ơi, mày vợ ăn đậu không ta? Vậy mà ai nói vợ ăn đậu nó khờ đâu ta? Sao ơi, lâu quá. Xong rồi. Anh ơn. Trời ơi, ăn nhậu phải từ từ chứ mày. Làm gì mà hối dữ vậy? Phụ coi cái con này. Để hai cái ly xuống. Ây da. Trời. Sao ăn kẹo hoài vậy? Ăn kẹo hoài là tiểu đường đó nghe. Ê nè.
Con đừng có nói với Sáu là cái ổ kiến ở ngoài góc vừa là do bay tè bậy nên nó bị kiến bu nha. Gì vậy Sáu? Ai đâu mà đi tè bậy chỗ đó. Con cũng là con gái mà sao mà làm như vậy được. Gái gì có chồng rồi mà gái gì. Phụ nữ không có làm như vậy được. Biết đâu mày tệ như vợ đầu người ta nói đó. Mà tối nay tính ăn gì? Ê, nó nghe. Công nhận dạo này á đồ của Sáu với con lên dễ sợ luôn. Đúng không? Trời. Uống chai này đâu có si nhê đâu. Trời. Sao tính vậy? Bây giờ mình đừng nhậu trái cây nữa. Đừng nhậu đậu phộng nữa. Nhậu mấy cái đó riết mà không có đồ ăn ở trong người á, nó sẽ bị sơ gan cổ trướng, hiểu đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mình nhậu đồ ăn ngon đi. Đồ ăn ngon. Nhậu cá rô bí chiên xù với lại bông bí xào tỏi. Ôi, tươi tươi tươi. Chịu không, chịu không? Vậy bây giờ Sáu triệu tiền rượu đi. Con triệu tiền mời cho. Yên tâm, rượu nhà cả đống, tha hồ. Ok, đây. Trời ơi, tiền đâu nhiều vậy bay? Trời ơi. Tiền đâu vậy? Tiền lấy hàng của chồng con á. Trời ơi con, con lấy nhiều quá tội nghiệp nó, mày xài ít ít thôi. Lấy hết đi. Thôi lấy tờ này đi chợ đủ rồi con. Trời ơi, nhà nó giàu lắm, lấy cứ lấy đi. Thon 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 thon. Trời đất quỷ thần ơi, tôi kêu đi chợ mua đồ ăn, ông mua bình sữa làm cái gì vậy cho nội? Thì bà sắp sanh rồi đúng không? Bà sắp sanh bây giờ mua để cho nữa cho em bé nó bú. Khi mà hết cái quá trình của nó rồi tới tôi bú. Bú cái gì? Nói cái gì vậy? Tôi nói bà không có hiểu, có nghĩa là bây giờ tôi còn răng cỏ thì còn đỡ, mai mốt là răng cỏ nó rụng hết trơn hết trọi rồi thì chỉ có nước bú chứ có làm gì giờ, bú rượu á. Nè, cấm tiệc nha, không được nhắc tới rượu nha. Bà với con vợ con đậu này hai người là quá trời quá đất rồi, tôi làm đồ nhậu cho hai người nhậu không à. Đợi khi nào bà nhậu xong hết tàn tiệc rồi còn dư lại, lúc đó tôi mới ăn cái đồ thừa của bà đó, bà không thấy hả? Nghe nói tội nghiệp, ngồi xuống đi anh ngồi xuống đi, em nói cho anh nghe. Nói đi. Giờ anh hiểu rồi gì? Hiểu. Anh hiểu cái cảm giác mà vợ mà cả đời phục vụ cho chồng nhậu nhẹt say xỉn rồi gì? Thì giờ có gì đâu. Bây giờ tới thời của chị rồi. Nên nó quán đổi. Chị rồi. Luôn, chị luôn, lên chị luôn. Tới thời của em. Cho nên nó quán đổi là chuyện bình thường ha. Hồi đang phục vụ em đi nha anh. Ha, ráng đi. Ôi trời, từ. Để bà vô bà nấu đồ ăn cho ăn nha. Nè, bà nghe cho kỹ nè, chẳng qua là tại vì bà có bầu ha. Cho nên là bây giờ tôi chiều bà thôi đúng không? Chứ bà không có bầu không có cửa đâu cưng, nghe. Biết mà, thôi gắn chịu đi. Mốt con ra đời khỏe rồi, hết chiều rồi. Mà sao ngạo? Ngộ, cái này ngộ mà. Ngộ gì? Sao tôi thấy là người ta mang bầu là 9 tháng 10 ngày là người ta khai qua nữ nhị rồi nha. Còn bà đó nha, hình như là tôi thấy cái này là lâu lắm rồi đó nha. Lâu lắm rồi đó, năm mấy rồi luôn á nha. Sao không thấy bà sanh nở gì trơn trời vậy? Cái này à, ông nhìn đi, cái tuổi của tôi ông biết nhiêu tuổi không? Nhiều. 51 tuổi rồi mà bây giờ đụng một cái có bầu. Làm ủa mà sao tự nhiên bà có bầu mới lạ nè. Đâu có cái gì đâu sao tự nhiên bà có bầu. Chắc con tôi có bầu mình được à. Làm gì ông không có hùng ở chồng vậy. Ủa có không ta? Thôi mà đừng có than thở nữa mà ráng đi, 2-3 năm nữa con nó cũng ra đời thôi mà. Cái gì mà chữa trong cái 2-3 năm nữa mới ra đời? Nó nhiều quá. Đi vô giặt đồ đi, rửa cái đống chén luôn giùm. Nè tôi nói thiệt với bà nghe, tôi hận mấy người có bầu lắm nha. Tự nhiên bây giờ tôi phải làm công việc nhà là sao? Tự nhiên bây giờ bà là vợ mà biến thành chồng. Trời ơi, có cái chuyện mà ngược ngạo trên đời vậy trời. Chiều bà lần này thôi nha bà. Bà sanh cho lẹ nha. Trời. Quê dữ lắm rồi đó nha. Là quê đó nghe. Là quá con nó giật mình. Cô. Sao cô hay quá vậy? Chỉ cho con mấy chiêu đi. Chiêu gì con này? Dạ? Thì đó vậy đó, mang bầu thì ổng làm thôi. Trời. Ê, sao sao lép vậy? Cái bầu con đâu? Cái bầu gì con có bầu đâu? Trời ơi, cái bầu độn đó. Trời cái ơi. Bầu độn? Đâu rồi? Ủa, tôi không có đeo luôn á. Trời ơi. Trời ơi, nó đâu ta? À, con đem đi giặt rồi. Trời ơi, đúng là vợ thằng đậu à. Tại vì nó hôi quá, con đem đi giặt, lát con đem. Sao ơi, sao? Sao ơi? Cho con hai xị rượu. Sao rồi sao cho con hai xị rượu đi sao? Con vợ con ơi không nhở? Ai da con à? Ai cái thằng đậu kia, con vợ đang có bầu mà nhậu hả mày? Đó, nhậu chứ giỡn hoài. Nhậu để mình thấy được ai mày đơ mặt rồi. Ê vợ đậu nè, mà sao mày đây mày? Nhậu cho cố vô, bây giờ bị sơ gan cổ trướng rồi kìa. Sơ gan cổ trướng cãi nó. Nên cái này không phải là sơ gan cổ trướng mà là bầu á. Bầu á, con có bầu à. Bầu? À. Ông. Bầu gì? Mày
Mày buông ra coi, tao đang có bầu mà mày bóp vậy là bể bụng bầu tao sao mày? Sao mày? À, chết con. Hậu đậu quá vậy. Em lặng, em lặng, em lặng. Tao đập banh cái quán này luôn bây giờ nè. Nè, mày giờ một là mày biết điều á các bạn, các bạn. Mày biết điều quá mày. Mày về mày làm ơn mày giặt đồ nè. Mày phơi đồ, lau nhà, nấu cơm này nọ. Mấy nay tao làm thấy mụ nội tao luôn. Bữa nay là tao không thể nào mà tao làm nữa. Tao đã tìm ra được cái cớ sự mà mày đã lường gạt tao rồi mọi người. Mà cái chuyện gì mày cũng kêu tao làm tối đêm nữa hôm mày kêu anh ơi, em thèm mì gói. Tao nấu cho mày một tô mì gói kêu mày kêu tao anh ơi em thèm hột gà, tao phải ráng gà ngay chỗ cái chuồng gà. Nó đẻ được có hai trứng, tao phải đập vô cho mày ăn. Tao thèm thấy mụ nội tao không mày. Tại sao vậy? Đừng có phá quán của Sáu. Bây giờ để xuống nghe Sáu nói. Bây giờ bầu vậy giờ sao đây? Hả? Để Sáu xử cho. Rồi ra đây. Cái con này sao bị hư quá vậy? Bầu. Sao con để chung eo vậy? Tại vì con thấy nó hôi quá, con tính đem đi giặt xíu, con đeo lại đâu mà. Con giặt con phải dự phòng hai ba cái chứ, hiểu không? Mày giặt cái này có cái khác mày đụng vô. Nếu con cái mụn bây giờ nó Sáu ơi, Sáu ơi. Gì? Khô đâu, rượu không có khô rồi để làm cái gì hả? Nó nghe gán đi, gán chiều nay đi. Rồi Sáu làm cá rô chiên xù chấm nước mắm gừng cho con ăn, nghe. Lần nói gì hết. Sáu. Tránh ra cho con nói chuyện với con sừng sẩu kìa coi. Đừng, không ai vậy đi, không ai vậy đi. Mày đi về đi, để con tao bể luôn á. Mày chỉ cần bước ra khỏi chỗ này là tao thiệt mày là không còn nhà bà Sáu về đây hết. Thôi cần phải đi về. Hai cái này là cái gì? Hai cái này là cái gì? Bà trả lời cho tôi biết coi hai cái này là cái gì. Để con trả lời giùm luôn cho. Còn cái bụng của bà nó nè, bà trả lời cho tôi biết coi cái này là cái gì. Nè, là giống cái này luôn nè. Có gì đâu. Bà giả mày. Bà giả đúng không? Bây giờ ông biết rồi nè. Tao sẽ, hôm nay là tao sẽ đại diện cho cánh đàn ông mà dễ thương nhất của cái thôn này để tao đập vô cái bản mặt mày. Mày đã từng nói với tao là anh ơi em có dẻo như là Ma Sư Phong, hôm nay tao bẻ hết Ma Sư Phong luôn. Tao sẽ cho mày biết Ma Sư Phong là gãy xương như thế nào. Chết rồi, sao rồi? Khoan. Bây giờ nghe chú nói nè, nghe sư phụ nói. Có nghĩa là mày biết cái sự tức của tao. Dồi. Tao tức lắm, tao tức hai người đàn bà này đã gạt mình. Giả có bầu để cho mình phục vụ nó. Nè, bây giờ mình phải làm sao đây? Ý của mày muốn như thế nào? Nói tao nghe coi. Chú để con, sư phụ để đất con. Bây giờ giả bầu để chi? Để mình làm lộn. Đó. Mình giặt đồ nấu cơm mà giặt chẻ đồ củi. Nấu cơm nè, chẻ củi luôn nè. Rồi đêm hôm còn hành mình nữa. Đã vậy bà này lôi đầu con vợ con nhậu mỗi ngày. Cái tiền hàng của con giấu rồi, con để trong ngay chỗ mà không ai thấy được luôn mà nó vẫn lôi ra. Bây giờ con không có tiền. Trả nó đi, con trả nó đi. Đi, mày đưa tiền lại cho tao, không thôi tao quýnh ba mày nhận không ra. Đưa tiền đó. Đà, sao còn có tờ mày? Trả hết đi, trời. Trả đi. Mày bầu giả mà còn diếm nữa mày. Con đâu có ăn cắp đâu, nó mua đồ ăn thôi. Không, mua đồ ăn gì. Đây, bây giờ tao nói thiệt mày, bỏ qua cái chuyện mày trả là tiền cho tao, nhưng tao vẫn bẻ xương mày đó. Một mình bẻ không được, phải hai người. Chú cũng vậy. Bẻ ai? Là tức chú bẻ mình giữa chú nè. Để con. Bậy, bình tĩnh lại con, bình tĩnh lại. Không nha. Đây là vợ của chú chứ không phải là vợ của con. Cái chuyện mà giải quyết để cho chú giải quyết. Bây giờ bà tính sao, bà muốn nói gì với tôi? Nói. Tại vợ đậu cũng phải tại tôi. Trời ơi. Biết nó lâu lắm rồi mà nó vẫn tệ như vợ thầy.